Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng mà các bạn cùng admin điểm qua về tiến chính trong ngày hôm nay. Zeca hướng mẫu U đến 4 chữ ký mới. Bom tấn 100 triệu trên đường tới Everton. Lisandro Martinez có thể giúp MU can đích trong top 4 và còn rất nhiều thông tin khác sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Zeca hướng mẫu U đến 4 chữ ký mới. Man United sẽ có nhiều động thái mới trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này, nhất là trong bối cảnh Omar Pereira đã trở thành giám đốc điều hành. Để thực hiện hóa tham vọng này, Quỷ đỏ đang hướng đến một cầu thủ chạy cánh phải, một hậu vệ trái, một trung vệ và một tiền đạo. Các báo cáo vào sáng thứ tư từ Z Sterling mở ra khả năng MU sẽ chiêu mộ Raúl Gomez của Vàohamton, người đã gây ấn tượng trong mùa giải này ở Ngoại hạng Anh và trong chiến thắng của tuyển Brazil cách đây vài ngày. Việc mua Ivantoni cũng được chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cập nhật. Tất nhiên, Man United không thể bạo chi vì họ đang có nguy cơ vi phạm luật công bằng tài chính. Để đạt được mục tiêu đó, một số ngôi sao đang hướng nâng cao có thể bị đẩy đi, bao gồm các công thần như Rafael Varane và Casemiro. Mặt khác, Man United sẽ được cho sẽ không mua đứt Sofian Amrabat sau khi anh hết hạn trong mượn vào cuối mùa giải. Sự trưởng thành của Cobimeno là lý do khiến MU mạnh dạn trả Amrabat về với Fiorentina. Bóp tấn 100 triệu trên đường từ Old Trafford Theo tiết lộ từ Sunsport, quỷ đỏ đang xem xét một thư vụ chuyển nhượng đối với Ivan Toni. Đội chủ sân Old Trafford rất muốn tìm kiếm một tiền đạo mới để cạnh tranh với Ramut Hoynun, theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, cuộc săn tìm tiền đạo của MU có thể đưa đến họ với Ivan Toni của Brentford. Chân sút người Anh không hề giấu giếm mong muốn rời khỏi bài ong để đến với những đội bóng giàu tham vọng hơn. Tuy nhiên, mức giá để sở hữu Ivan Toni là không hề rẻ. Theo Football Transfer, các đội bóng có thể sẽ phải chi đến 100 triệu euro để sở hữu ngôi sao 28 tuổi này. Nicolò Martinez có thể giúp MU cán đích trong top 4. Nicolò Martinez đã có một giải đầu tiên tuyệt vời ở Manchester sau khi chuyển đến từ Ajax vào năm 2022 nhưng anh chỉ được ra sân 10 lần trong mùa giải này. Trúc vệ này đã phải ngồi ngoài vào tháng 9 sau khi chấn thương ở chân tái phát và phải phẫu thuật lần thứ hai trong vòng 6 tháng. Anh trở lại thi đấu vào tháng 1 nhưng chỉ 4 trận sau đó anh lại phải ngồi ngoài một lần nữa sau khi dính chấn thương ở đầu gối trong trận thắng West Ham hồi đầu tháng 2. Martinez đang đặt mục tiêu trở lại trận gặp Brentford vào thứ bảy tuần này. MU hiện đang xếp thứ 6 ở ngoài Anh, Aston Villa và Tottenham hiện đang đứng vị trí thứ 4 và thứ 5, hơn MU lần lượt là 9 và 6 điểm. Cựu tiền đạo của MU, Anna Smith tin rằng sự trở lại của National Martinez sẽ đưa đội bóng của Erik ten Hag trở lại cuộc đua giành suất dự C1 trong mùa tới. Anh nói, Nicolò Martinez là cầu thủ quan trọng của MU. Việc anh ấy liên tục nghỉ thi đấu là một mất mát lớn đối với câu lạc bộ. Anh ấy không chỉ là một hậu vệ xuất sắc mà còn giống như một thủ lĩnh giỏi thực sự. Việc thuận chân trái với rất ít lựa chọn bên cánh trái sẽ có tác động lớn đến đội cũng như sự cân bằng của đội. Anh ấy sắp trở lại thi đấu, đó là một tín hiệu tốt đối với MU. Sự trở lại của Nicolò Martinez có thể giúp Erik ten Hag thêm một lựa chọn tốt nơi hàng thủ. Tôi nghĩ đây hoàn toàn có thể là bước ngoặt giúp MU trở lại cuộc đua với top 4. Mason Mount cũng đã trở lại thi đấu, cựu tiền vệ của Chelsea mới ra sân 13 trận mùa này với chỉ một pha kiến tạo duy nhất. Anh, anh Smith, người đã phải ngồi ngoài 8 tháng sau cú gãy chất kinh hoàng trong trận đấu với Liverpool vào năm 2006, thông cảm với Mason Mount và anh nói thêm: "Anh ấy rất có nhiều áp lực sau khi được MU ký hợp đồng với mức phí lớn, sau đó anh ấy còn dính chấn thương, bây giờ anh ấy sẽ trở lại với quyết tâm rất cao." Tôi cũng cho rằng Mason Mount sẽ chơi tốt hơn trong phần còn lại của mùa giải nhiệm vụ số 1 của MU ở chợ hè 2024. Ramut Hoanun đã ghi 13 bàn trong mùa giải đầu tiên tại Old kể từ khi anh đến từ Atalanta vào mùa hè năm ngoái. Ngôi sao 21 tuổi gần như là lựa chọn duy nhất của MU trên hàng công trong phần lớn thời gian của mùa giải. mà Rashford đã gặp khó khăn trong vai trò dẫn dắt hàng công của MU trong khi Antonio Matean không ra sân kể từ tháng 12. Cựu ngôi sao của Monaco đã trải qua ca phẫu thuật háng vào tháng 1, anh dự kiến sẽ rời câu lạc bộ khi hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải sự thiếu hụt các lựa chọn trên hàng công của MU khác xa so với những lựa chọn mà Sir Alex Ferguson đã sử dụng trong những năm qua. Mới nhất, cựu cầu thủ của MU, Alex Smith cho rằng đội bóng cũ nên ký hợp đồng với một tiền đạo mới. Anh nói: Honun là một cầu thủ tốt, nhưng cậu ấy mới chỉ 21 tuổi. Tôi cho rằng MU cần thêm một tiền đạo giàu kinh nghiệm, tương tự như Edison Cavani trong quá khứ." Edison Cavani đã trải qua hai mùa giải ở MU, thể hiện tài năng và kinh nghiệm quý giá ở tuyến trên, mặc dù những năm tháng đẹp nhất của anh đã ở phía sau một tiền đạo có trình độ tương tự có thể là lựa chọn phù hợp hơn với MU người có nhiều kinh nghiệm hơn để có thể chia sẻ giúp đỡ cho Hoynun khi bạn nhìn vào các đồng bộ và thời gian tôi ở đó nếu, nếu, bạn có những cầu thủ giàu kinh nghiệm những cầu thủ trẻ sẽ học hỏi từ những cầu thủ này khi bạn không có một cầu thủ giàu kinh nghiệm để giảm bớt căng thẳng cho các cầu thủ trẻ họ sẽ gặp áp lực lớn tôi cảm thấy như MU cần có một tiền đạo giàu kinh nghiệm nhưng họ cần phải tìm được người phù hợp ba cầu thủ MU không được phép bán của MU dưới thời Sergio tỷ phú hóa giàu xác định Ganacho, Kobimeno và Marcus Rashford là những cầu thủ không thể đụng đến. Ông muốn câu lạc bộ xây dựng xung quanh ba cái tên nêu trên. MU sẽ từ chối mọi quan tâm đến từ Real Madrid đến từ Ganacho. nguồn tin cho hay đội bóng hoàng gia sẵn sàng chi tắp 6 triệu bảng để có sự phục vụ của sao trẻ Argentina. Tuy nhiên, sơ diễn xem Ganacho là nhân tố không thể thiếu cho kế hoạch tương lai của quỷ đỏ. Ban lãnh đạo của MU ấn tượng với thái độ tập luyện cũng như thi đấu của cầu thủ chạy cánh này sau khi từng dính phốt đến họp muộn hồi họ mới được Erik ten Hag đô lên đội một. Ngoài Ganacho, Kobe Meno cũng có một bước đột phá ấn tượng với màn ra mắt trong màu áo đỏ và mới nhất là trên tuyển Anh. Tiền vệ 18 tuổi thi đấu cực kỳ khoan thai, đỉnh đạc, nhận được vô số lời khen từ giới chuyên môn trong thời gian qua. Một cái tên khác chắc chắn ở lại MU đó là Marcus Rashford. Sir Jim xem anh là cầu thủ quan trọng nên sẽ từ chối mọi đề nghị chuyển nhượng từ PSG. Chủ sở hữu mới đang lên kế hoạch đại tu đội hình mùa hè này và hàng loạt cái tên sẽ phải gắn gói ra đi như Tom Hatton, Aaron Wan-Bissaka, Rafael Varane, Victor Lindelof, Junior Evan, Harry Maguire, Casemiro, Christian Eriksen, Sofian Amrabat, Cote McTominay, Anthony Martial, Marcus Rashford, Anthony, omeri Forsen, Ahmad Diallo, Facundo Benici, Donny van der Beek, Hannibal Mabry, Jadon Sancho, Mason Greenwood và Braden Williams. Cú nước xảy ra ở Manchester United. Man United đã gặp khá nhiều rắc rối từ đầu mùa. Thực tế, quỷ đó tiếp tục thể hiện phong độ trò sụt. Ở đó, Sofian Amrabat là một trong những cầu thủ chơi cực tệ. Tiền vệ người Maroc yêu Man anh làm mọi cách và kiên nhẫn chờ đợi để được tới Old trong hè 2023 dưới dạng cho mượn. Tuy nhiên, tinh thần thôi là chưa đủ, màn trình diễn của Amrabat rõ ràng không có ấn tượng. Sự chậm chạp và khả năng nhận thức về vị trí của tuyển thủ Maroc không tốt khiến Man United không ít lần phải trả giá. Nhìn Amrabat chơi bóng, rõ ràng anh buộc phải nỗ lực hết mình về những thiếu sót của bản thân. Nhưng Amrabat khiến người hâm mộ nên tưởng tới một Marcel Sabitzer không hơn không kém. Sabitzer được đánh giá cao nhưng thi đấu chỉ ở mức tròn vai tại Old Trafford. Thực tế đóng góp của Sabitzer còn tốt hơn nhiều so với Amrabat. Anh còn góp công giúp Man United vô địch Carabao Cup. Hiện tại, Sofian Amrabat không khác nào một cú nửa tại Old Trafford. Trước khi cập bến Old Trafford, Amrabat được mô tả là mẫu tiền vệ đẳng cấp thế giới. Điều đó được chứng minh bằng màn trình diễn chất lượng ở World Cup năm 2022. Với phong cách thi đấu máu nửa, khả năng đeo bám và thu hồi bóng tốt, tiền vệ 27 tuổi được kỳ vọng tăng chất thép cho tuyến giữa của Man United. Tại World Cup năm 2022, Anh rực sáng giúp Maroc trở thành đội châu Phi đầu tiên lọt vào tới bán kết. Song môi trường quá cạnh tranh ở ngoại Anh khiến Amrabat dần mất hút. Truyền thông Anh đánh giá Amrabat có khả năng phân phối bóng tốt nhưng lại thường xuyên để mất bóng. Chính Amrabat vào sân để mất bóng, qua đó khiến MU nhận bàn thua thứ ba trước Man City vào tầng trước. Lúc này, nhiều tờ báo ý khẳng định cơ hội để Amrabat tiếp tục ở lại câu lạc bộ mùa giải tới đã biến mất. Hiện tại, sự thăng tiến của Kovimeno đồng nghĩa với việc Amrabat thường xuyên phải ngồi dự bị. Casemiro đang phải ngồi ngoài vì chấn thương con queo nhưng Amrabat cũng khó có khả năng đá chính. Mano chắc suất đá chính, trong khi đó Eric ten Hag thích sử dụng cốt McTominay trong những tháng gần đây. Mason Mount cũng dần bình phục chấn thương bắp chân. Vì vậy, Amrabat không có tương lai tại Old Trafford. Huấn luyện viên của tuyển Maroc đã mô tả Amrabat là một cầu thủ đẳng cấp thế giới tại World Cup năm 2022. Tuy nhiên, anh chỉ là cái bóng của chính mình ở Man United. Amrabat đã phải vận nọ để thích nghi với cường độ cao ở ngoài Anh. Việc trở lại CDA có vẻ là sự lựa chọn lý tưởng vì giải đấu này nghiêng về chiến thuật hơn và ít khốc liệt hơn. Với Man United, họ tiếp tục lãng phí thời gian với một thương vụ không thực sự hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!